quái vật nghìn mắt. Đây, tớ cho cậu mượn cuốn sách này. Cảm ơn cậu. Có hay không vậy? Tớ thấy hay, nhưng mà không biết có phù hợp với cậu không nữa. Có nhiều chi tiết khá ly kỳ đấy, đừng có sợ nhé. Yên tâm, tớ không nhát như vậy đâu. À, không, không. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ thôi. Tất cả cũng tại quyển sách mà dê cho mình mượn, là mình cả đêm không ngủ được. Đã vậy vừa chợp mắt lại còn gặp ác mộng nữa. Hả? Tóm, lẽ nào đó là tên của con quái vật trong truyện? Không đâu. Tóm là ai cơ? Các cậu chạy đi đâu mà hốt hoảng vậy? Cậu còn ngồi đó mà hỏi hả? Mau mau mà chạy đi, Tóm đến rồi đấy. Tóm nào? Tóm là ai? Cậu mà cứ ở đó mà hỏi, lát rồi cậu sẽ biết ngay thôi mà. Chờ tớ với nào các cậu, chờ tớ với. Có chuyện gì mà sao các cháu chạy cả đoàn đi đâu thế? Dạ, Tóm đến rồi ạ. Ủa, Tóm nào? Tóm ở đâu thế? Dạ, cháu không biết. Cháu thấy bạn sóc bảo thế. Dạ, cháu thấy bạn thỏ bảo vậy ạ. Dạ vâng, chính cháu nghe thấy. Nó ở hồ đó ạ. Nó là quái vật rất đáng sợ bác ơi. Chúng ta chạy mau thôi bác, kêu nó đuổi kịp bây giờ. Các cháu cứ bình tĩnh. Nào, thỏ con dẫn bác tới đó xem sao. Nhưng mà cháu sợ lắm bác ơi. Yên tâm, đã có bác, các cháu chớ có lo. Mà có quái vật thật thì cả khu rừng chúng ta chả lẽ không tiêu diệt nổi nó hay sao? Vâng ạ. Thế để cháu dẫn bác và mọi người quay lại hồ ạ. Đó, đó bác ơi, Tẩm sống ở đó ạ. Hú hồn, thì ra là tiếng quả đu đủ rồi. Đó, các cháu nghe thấy rồi nhé. Đó chỉ là tiếng động của quả đu đủ rơi xuống mặt hồ thôi. Không có gì đáng sợ đâu nhé. Thế mà thỏ con nói là có quái vật tởm. Tất cả là tại thỏ con. Thỏ con và các bạn hãy nhớ, khi gặp chuyện gì, nhìn thấy gì đi chăng nữa, thì các cháu cũng phải bình tĩnh tìm hiểu, suy xét. Chớ có hấp tấp, vội vã suy đoán, các cháu nhớ chưa? Dạ thưa bác, vâng ạ. Mua một chuột năm. Chà, nắng nóng quá. May quá, ngồi kia nghỉ tạm một lúc cho đỡ mệt rồi về. Chà, mát thiệt. Hả? Cái thằng rách rưới tả tơi kia ở đâu ra mà dám tới cổng nhà ông ngồi ngủ thế? Nhà ông chứ có phải cái chợ đâu mà thích ngồi là ngồi, thích nằm là nằm. Này thằng kia, ai cho mày ngủ ở gốc cây nhà ông thế hả? Sao ông lại quát tôi? Mày còn cái nữa à? Đất này là đất nhà ông, cái cây này là cây của ông, ai cho mày ngồi đấy hả? Thôi được, nếu ông đã nói vậy thì tôi đi.
Đứng lại, ai cho đi mà mày đi? Mày nằm ngủ dưới bóng cây nhà ông, muốn đi thì phải trả tiền ông đã. Hả? Trả tiền? Ngồi dưới bóng cây mà cũng mất tiền sao? Ồ phải đây, sao lại vô lý thế chứ? Đừng có mà ức hiếp người như vậy. Lại không à, cây của ông, bóng cây đương nhiên cũng là của ông. Mày ngồi nghỉ dưới bóng cây khác nào thuê chỗ ngồi ngoài chợ bán hàng, không trả tiền mà đưa chắc. Mau đưa một đồng đây, rồi thích đi đâu thì đi. Lão phu ông thật quá quắc, thật xấu hổ, đúng là kẻ keo kiệt, tham lam nhất vùng. Ông ta cố tình bắt chẹt mình đây mà, quá quắc lắm rồi. Thôi, ông nói cũng phải. Thôi thế này đi, ngày nào tôi cũng phải đi làm đồng qua đây, nên cũng muốn có chỗ ngồi nghỉ một lát cho đỡ nắng. Nếu ông đồng ý, hãy bán lại cái bóng cây này cho tôi, tôi sẽ trả ông hẳn 10 đồng. Ông thấy sao? Ừ hả, anh ta điên rồi sao? 10 đồng? Thằng này ngu thật. Mình tưởng chẹt lấy nó 1 đồng, ai dè nó còn định cống cho mình cả 10 đồng. Còn mỗi cái bóng cây thì làm được gì chứ? Cái cây thì vẫn là của mình cơ mà, nó thích mua thì ta bán. Được, 10 đồng. Ông bán cho mày cái bóng cây, nhưng nhớ chỉ là cái bóng cây thôi đấy. Cấm mày được động gì tới cái cây của ông. Đồng ý thì đưa tiền đây. Bà con cô bác làm chứng, tôi đã mua cái bóng cây của ông Phú ông với giá 10 đồng. Từ nay trở đi, cái bóng cây này là của tôi. Tôi sẽ giao tiền, còn ông phải viết giấy. Được, viết thì viết. Ồ, anh ta làm sao thế nhỉ? Tự nhiên bỏ ra 10 đồng mua cái bóng cây làm gì cơ chứ? Hey, thật chẳng hiểu nổi. Ông ơi, nguy rồi. Sao, có chuyện gì mà làm như trái nhà vậy? Bẩm ông, có mấy người ngang nhiên vào sân nhà ta trải chiếu ngồi, con đuổi mãi mà họ không chịu đi. Ừ sao, kẻ nào mà láo thế? Các người ở đâu đến? Ai cho vào nhà ông ngồi ung dung thế này? Ồ, Phú ông nói gì vậy? Ông quên mất lúc trưa tôi đã mua cái bóng cây này của ông rồi sao? Giờ tôi ngồi dưới cái bóng cây của tôi hóng mát thì có gì mà sai chứ? Các bác ơi, chúng ta lại dịch một tí vào hiên nhà cho mát đi. Ừ đi nào. Trời ơi, mấy người định làm gì thế này? Thôi, tôi trả lại anh 10 đồng, tôi không bán cái bóng cây này nữa. Sao lại có 10 đồng chứ? Giờ nếu ông thích thì tôi bán lại cho ông 50 đồng. Những 50 đồng? Sao đắt thế? Trời ơi, sao lúc trưa mình lại không nghĩ ra việc này chứ? Thì lúc ấy ông còn mãi nghĩ về 10 đồng, đâu còn nghĩ được điều gì nữa. Nếu ông chơi đắt thì thôi, tôi không bán nữa. Để đấy chiều nào mấy anh em tôi cũng ngồi chơi cờ cho vui. Phải đấy, kiếm đâu ra được khoảng sân vừa rộng vừa mát thế này chứ. Trời ơi, không, 50 đồng tôi cũng mua. Sao không làm thầy bói? Hay thật đấy, công nhận thầy phán hay quá, nếu đúng được như thế thì còn gì bằng. Mời người tiếp theo. Nhờ thầy xem giùm tôi một quẻ ạ. Tên, tuổi, ngày sinh. Dạ, Trần Tư, 30 tuổi, sinh ngày rằm tháng chạp. Dạ, thầy xem cho con xem, con có làm nên trò trống gì không ạ? Số người này cũng khá đấy, không đến nỗi nào đâu. Ôi, thật ạ thưa thầy. Thế mà ba mẹ con hãy thấy con nằm ở nhà là lại la mắng cả ngày, kêu số mày sau này không chết đói mới là lạ. Bà này. Dạ, thầy thấy gì nữa ạ? Xem ra cũng có số làm thầy đấy nhé, không phải làm tớ cho ai đâu. Ôi, thế ạ, đa tạ thầy quá. Thầy nói con thấy đúng lắm. 3 tháng sau. Về thôi, hôm nay kiếm thấy là cũng kha khá rồi. Đi đứng cái kiểu gì vậy hả? Mắt mũi để ở đâu thế? Xin lỗi, tôi vội quá. Hả? Lão Bảy thầy số? Đúng rồi. Đúng, tôi đây.
anh là ai? Còn dám hỏi à? Vì ông mà tôi ra nông nổi này đi. Phen này tôi phải cho ông nhừ đòn cái tội nó láo. Ấy ấy, bình tĩnh, có chuyện gì từ từ nói. Cậu là ai? Sao lại định đánh người thế hả? Ông phán cái kiểu gì? Để tôi giờ ra nông nổi này chứ. À, thì ra là cậu à. Tôi nhận ra cậu rồi. Này, tôi nói cho cậu biết nhé. Tôi xem số đã mấy chục năm nay, chứ đâu phải ngày một, ngày hai. Không sớm thì muộn, thế nào cũng đúng. Cậu mới chờ được có bao lâu mà đã kêu không đúng, đừng có mà vu khống. Đúng à, đúng cái con khỉ. Ông bảo tôi có số làm thầy, tôi về nhà liền theo nghề thầy Lan. Này không hiểu thế nào, bốc nhầm thuốc cho người ta. Người ta uống xong lăn quay ra chết. Người nhà họ đang đuổi theo đòi lôi cổ tôi lên quan kia kìa. Ông hại đời tôi thế mà còn dám cãi nữa à? Tôi bảo anh có số làm thầy, chứ có bảo anh làm thầy Lan đâu. Sao anh không làm thầy số như tôi đây này, ván chuyện tương lai? Có ai nhìn thấy ngay đâu mà lo sai. Đằng này, anh lại đi làm thầy Lan, sức khỏe của người ta quý như thế, sống chết nó rành rành ra. Anh đã không biết lại còn đòi phán bừa thì chẳng rước họa vào thân. Từ xưa tới nay, vẽ chó vẽ ngựa thì khó, chứ có ai bảo vẽ ma quỷ khó bao giờ. Kia kia, nó kia kia, mau tóm lấy nó, đừng để nó chạy thoát. Ôi trời ơi, đúng là mình ngu. Sao không làm thầy số? Sao không vẽ quỷ mà lại đi vẽ ngựa thế này? Đứng lại, đứng lại. Cây to rỗng ruột. Ôi, trông anh ấy mới oai phong làm sao. Ước gì mình cũng cao to như anh ấy nhỉ. Sao thân hình anh ấy thật vạm vỡ, cành lá thì xum xuê, xanh mát thế nhỉ. Nước da thì săn chắc khỏe mạnh, chẳng bù cho chúng mình. Kẻ chạm vào là xước mất rồi. Ở đây ta là vĩ đại nhất, làm gì có ai sánh được với ta chứ. Cứ đứng dưới đó mà ngước nhìn ta nhé. Ôi, cái cây kia mới cao lớn làm sao, lại còn mát mẻ nữa. Chúng ta lên đấy đi. Ừ, đi thôi. Nào nào, những chú chim hãy về hết đây. Hót vang để ta thưởng thức nào. Gì thế? Đau quá. Trời ơi, gì thế này? Ngươi làm gì vậy? Tôi đang bắt những con sâu. Sâu gì mà sâu? Cút khỏi người ta mau. Những con sâu đang đục khoét thân thể anh, tôi chỉ đang giúp anh thôi mà. Anh hãy chịu khó một chút rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ôi trời ơi, thân hình cao lớn đẹp đẽ là vậy, mà bị ngươi đục khoét nham nhở như vậy, tất cả là tại ngươi, tại ngươi. Ngươi đục nó ra chứ đâu phải sâu. Đi mau, ta không cần ngươi. Tôi chỉ khoét một lỗ nhỏ để bắt sâu giúp anh, chứ có làm gì đâu. Ta đường đường là một cái cây vĩ đại, mà lại cần cái ngưỡng nhà ngươi giúp à. Đây là chỗ dành cho những chú chim xinh xắn hát ca, chứ không phải là chỗ dành cho con chim xấu xí chuyên đục khoét như ngươi. Không phải ai cũng được phép đứng ở đây đâu. Đi nhanh cho khuất mắt ta. Đi ngay, ngươi hãy cút khỏi đây. Bao giờ mới lành lặn đây? Thân hình xấu xí thế này, ta sẽ bị cười chê mất. Trời, sao người ta ê ẩm thế này? Dạo này yếu thế không biết. Phải rồi, lũ sâu, gõ kiến ơi! Giờ sao anh không ở đây? Trời, nhìn anh ấy kìa. Tình yêu của cha. Này cậu, sao trời lạnh thế này mà lại ngồi ở đây, không về nhà? Dạ, cháu bị lỡ chuyến tàu về quê, đi các nhà trọ trong thị trấn đều hết phòng bác ạ. Ồ, giáp Tết mà, khách đi lại đông lắm. Thôi,
đêm nay hãy về tạm nhà cùng ta. Ta không muốn ngày mai nhìn thấy cậu chết cống ở đây đâu. Cậu ngồi đi, tôi đi hâm lại thức ăn, rồi chúng ta cùng ăn tối. Dạ, để cháu cùng làm với bác. Bác sống một mình ạ? Bác sao thế? Cháu đã nói gì sai sao? À, không. Chỉ là tôi nhớ đến bà nhà tôi. Bà ấy mất cũng được 5 năm rồi. Còn ba đứa con tôi thì... Đây, cậu xem. Chúng cũng trạc tuổi cậu đấy. Nhưng cả ba đứa đều vô tâm lắm. Chúng nói muốn tranh thủ đi du lịch dịp Tết nên không về thăm tôi được. Tuy hàng tháng đều gửi tiền về cho tôi, nhưng chúng đâu biết tôi chỉ mong một năm chúng về thăm tôi vài lần để gia đình sum vầy. Bác đừng lo. Cháu nghĩ rồi các con bác sẽ hiểu ra nỗi lòng của bác thôi. Cảm ơn cậu. Cảm ơn bác vì lòng tốt và vì một buổi tối ấm áp. Bác ấy thật tội nghiệp. Mình phải tìm cách giúp bác ấy mới được. May mà có địa chỉ của cô con gái lớn bác ấy đây rồi. Thế này, mình sẽ dành cho bác ấy một bất ngờ. Hy vọng Tết năm nay bác ấy sẽ không phải một mình nữa. Chị có phải là Mai, con bác Tân ở thị trấn Mẹt không? Đúng, nhưng sao anh biết tôi và gia đình tôi? Chả là thế này. Cha cô rất mong cô và hai em cô về đoàn tụ dịp Tết. Cô cho tôi địa chỉ của hai người kia, tôi sẽ đi gặp họ. Thôi, cảm ơn anh, để tôi gặp chúng. Anh cũng phải đi để kịp tàu về nhà ăn Tết chứ. Vậy là tôi yên tâm rồi, chào chị nhé. Các con đã hứa năm sau sẽ về ăn Tết. Nhất định năm sau chúng sẽ về. Cha, con đã về. Cha tưởng năm nay con không về ăn Tết. Con nhớ cha nên đã hủy chuyến du lịch rồi cha ạ. Còn có nhiều chuyến du lịch khác, còn cha thì chỉ có một thôi ạ. Cha, chúng con cũng về rồi. Các con của cha. Đăng ký kênh ngay đi nào. Mỗi ngày, Bài Học Cuộc Sống sẽ cho bạn xem các video thú vị nhất.